Chưa đẻ thì làm sao biết được, ai đẻ rồi chẳng biết là có. Vì trai à nhầm. Thêm một lần. Có nghĩa là bây giờ để bán hàng, bây giờ là mục tiêu để bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn là phải đẻ. Là phải đẻ. Cộng với việc nhà nước đợt vừa rồi có chia sẻ các bạn ạ, từ trang thông tin chính phủ khuyến khích những anh em chị em trước 30 tuổi đẻ đi, mình là hôn nhân đi, mình có baby đi, được nhà nước hỗ trợ nữa. Cộng với buổi phiên livestream của mình ngày hôm nay, chia sẻ tất cả các bạn đang gần 2.000 người đang xem, những ai mà chưa có bồ đi ra ngoài tìm bồ đi, những người đã có bồ rồi chúng ta chuẩn bị đến gặp gỡ bố mẹ hai bên đi, những người đã gặp gỡ bố mẹ hai bên rồi vượt qua tất cả những cái tranh luận cãi lộn cũng như là chia sẻ không tiêu cực về nhau đi, cưới đi, cưới rồi thì mỗi đêm ở nhà chỉ có là gần gũi nhau đi, đẻ đi để mà gọi là cùng với đất nước đi lên, cũng với lại việc là biết thêm một cái sản phẩm về trẻ em rất mà là đã đẻ rồi thì mà đẻ rồi hay chưa đẻ thì ngay bây giờ vẫn cứ là sẽ phải đẻ, mà sẽ phải đẻ thì ngay bây giờ mời mọi người mua ngay con deal này đúng không anh em? Dạ. Mặt bạn này giống hệt mặt bạn anh mà. Đúng. Anh chưa nói tên em biết rồi đúng không? Lúc em cầm cái tay em đã nhìn em đã thấy giống rồi. Không, không giống lắm, cái này không giống lắm. Ừ rồi, ok. Nhưng mà cái kia thì giống thật. Các bạn ơi. Anh ơi, phiên bản. Các bạn ơi, đoạn này video có thể cắt ra giúp anh cái. Anh nghi là bạn anh nó bị chụp hình và bị bóp mặt quá. Các bạn nhìn quả ảnh này và các bạn nói là bạn tôi, ai có quả ảnh này cái trong trạng thái gầy hơn dù chỉ một tí thôi. Tôi thề các bạn luôn. 3, 2, 1, lên, đâu. Nhìn giật mình vãi đái luôn ấy. Thấy không? Thấy không? Đây anh che. Anh che. Đây không? Thấy không? Anh che mặt anh nhận được. Đây thấy không? Thế rồi. Thề luôn, buồn cười thật sự luôn. Phiên bản gầy. Sao nhìn giống thật sự. Anh Piu hói à? Dùng cái chết tôi màu rồi. Xanh, màu xanh. Vừa có bị nhìn rõ không đây? Và thế là em không để ý bởi vì em chỉ chú ý vào điểm tốt của anh thôi. Trong một chiều buồn hạnh. Điều hói. Mọi người tôi quay màn hình rồi, thật là tuyệt vời. Nào. Ok rồi. Mọi người bây giờ là 10 giờ, nhanh chóng này. Nhanh chóng này, hơi ác, không ai ác cả, tự mình gì, không ai gì. Cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Ôi, buồn, anh buồn thế, anh vui lên. Vui lên anh, hôm nay không chỉ Phương Anh mà là hai Phương Anh nữa. Ờ, bởi lại vì... còn cái gì thắng em nhở, cái gì thắng? Đức Thắng và Minh Vương nữa. Các bạn ạ, tôi quên mất trong giây phút tôi đang giới thiệu với các bạn thì các bạn đã nhìn ra được cái điểm hói của tôi, nó bị nhiều người nhìn thấy quá. Chỉ có 1.600 chứ mấy đâu. Tôi đã che tóc rất là nhiều ngày rồi nhưng cuối cùng một ngày tôi bận tư vấn bán hàng cho các bạn quá mà tôi quên mất các bạn ạ. Và thôi không sao cả. Mình nghe nói các streamer đeo tai chùm lâu thì sẽ bị lõm đầu đấy anh. Tôi bị hói nhưng mà tôi đã làm stream cách đây là từ năm 2011 và chơi game từ năm 2000 bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Đây đầu tôi đây. Đây nhá, thực tế đầu tôi các bạn nhìn nó có bị lõm chỗ nào không ạ? Còn đâu vấn đề hói là vấn đề lúc Covid không nói nha các bạn. Được chưa? Tôi chơi game mà từ hồi PC mới ra từ khoảng năm 2000 đến bây giờ là hơn 20 năm rồi. Đầu tôi có lõm không? Có giống như là mấy cái bài viết mà bảo là chơi game nhiều là kiểu là con sạc trước mặt anh Piu màu đen đi. Ủa các bạn ơi. Ôi, hỏi cái này để tôi bán con này cho. Các bạn ạ, đây là con sạc mà khi tôi nhìn thấy nó, tôi hỏi An Cơ và tôi vào deal chỉ để mua, nhưng ngày hôm đấy câu chuyện nó là bị lỗi giá cho nên TikTok làm sao nó không vào được. An Cơ bảo cầm về dùng đi, tôi bảo không, đừng, không, tôi không bao giờ như thế. An Cơ bảo cầm về dùng đi. Tôi bảo không, em thích thì em mua, sao phải cầm đi, cô rồi cầm đi. Tôi cầm về dùng và tôi khẳng định các bạn một điều thôi. Nếu như các bạn hay dùng điện thoại, laptop, iPad, tất cả cái gì cần sạc dự phòng, nếu như trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ mua một con sạc dự phòng, các bạn không cảm thấy gọi là cái số tiền các bạn bỏ ra 1.000 đồng nó cũng không phí. Về đấu điện thì phải nhờ. Vâng, về tự đấu điện nào. Nhờ thợ điện làm có dễ không? Đâu, nhờ các gọi là các cánh đàn ông. Các gọi là gì ạ? Các cánh đàn ông trong gia đình chứ anh. Giỏi gia đình mình có người đàn ông và người phụ nữ mà, đúng không anh? Đây! Thì mình nhờ đấu là xong, đơn giản. Mày chửi tao xong chưa? Chưa. Xong rồi. Nhờ thợ điện! Thợ nào tự đấu được? Tự đấu được! Thế hai đầu này là đầu gì? Hai đầu là cực âm cực dương. Có gì nó sâu hơn thế không? Cực âm và cực dương, dây đỏ và dây đen. Thế theo mày là dây nào là dây dương ở đây? Đấy, đấu nào được không quan trọng âm dương anh ạ.
chưa? Ok, nè. Thôi tóm lại các bạn cứ gọi anh thợ điện mà nó chắc cốp cho các bạn. Không, anh ấy, cái này tự làm được. Tao không làm được. 2, 3 rồi, ra đây, ra đây. Hai, cho nó lên đây mọi người ơi. Chộp đất, chộp đất, chộp đất. Ở kia. Rồi, đây như này. Đây như này, trái này, 1, 2, lên nào, trái. Rồi, cho lên đi mọi người ơi, nào, lên. Đang chèn đấy anh ạ, à. Cho ra đi mọi người, đang chèn đi mọi người. Đang chèn lắm đây anh ạ, à. Xong nhảy lên một cái nhá. Ok, cho lên nha. Đây, 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 xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Nào, chộp đất, em nước, em nước. Đấy, chộp đất, nước đi mọi người ơi, cho lên nước nha. Trái phải là trái phải, hai ba. Phải trái, phải trái, phải trái, cho đơn. Hai hai, hai hai, hai hai, cho đơn, cho đơn, cho đơn. Ôi, tao già quá rồi, tao quá già. Đang chen đấy anh. Thế à? Đang chen lắm. Đang chen đấy luôn à? Không. Được, thế anh sẽ nhảy tiếp túc. Media phải cắt đoạn này, tao chen, tao phải lên xu hướng của này. Tao mệt quá, tao mệt tao luôn đấy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Ôi bà ơi.